Chào các bạn, hôm nay trong cái bài hướng dẫn này thì chúng ta sẽ hướng dẫn để thực hiện một cái bài thực hành nhỏ là vẽ cái ô ở trong CorelDRAW với các công cụ hết sức là cơ bản, đó là hình ellipse, công cụ tripod curve vẽ đường cong bằng 3 điểm, công cụ smart fill và công cụ shape tool để cho chúng ta điều khiển những cái điểm ở trong cái đường path bằng các lệnh là nối path, cut path, vân vân. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn công cụ hình ellipse. Sau đó thì chúng ta nhấn giữ phím Ctrl và vẽ ra một hình tròn thật tròn. Sau khi các bạn vẽ xong hình tròn này thì chúng ta sẽ làm thao tác là sao chép và nhân bản nó. Thông thường thì sẽ là Ctrl C và Ctrl V. Ctrl C để copy và Ctrl V dán đè lên trên cái hình mẫu. Thế nhưng chúng ta còn có một cách khác nhanh hơn là chúng ta sẽ nhấn phím cộng ở phần bàn phím số nếu như các bạn dùng bàn phím rời hoặc máy tính sách tay của các bạn có cái phần phím rời ở phía bên phải thì các bạn chỉ cần là nhấn phím cộng một cái là xong. Thì chúng ta đã sao chép được cái hình vừa rồi và đã được dán đè lên trên hình gốc. Sau đó thì các bạn kiểm tra ở trên thanh Property phần lớp Ratio này thì cái khóa này đã khóa hay chưa. Nếu mà nó mở khóa như thế này thì các bạn cần phải khóa nó lại để chúng ta chỉ cần là ra giảm một trong hai trường Scale Factor này để chúng ta thay đổi nó về tham số là 20%. Khi đã khóa tỷ lệ lại thì các bạn chỉ cần là thay đổi một tham số thôi, tham số còn lại nó sẽ thay đổi theo và chúng ta sẽ có một hình tròn với đường kính chỉ bằng 20% của đường kính cái hình tròn lớn ban đầu. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cả hình tròn bé và hình tròn lớn này bằng cách giữ Shift click vào đây và nhấn phím L left để chúng ta gióng hàng cái hình tròn bé sang bên lề trái của hình tròn lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành lật cái hình tròn bé này để tạo ra thêm 4 hình tròn bé nữa. Nhấn giữ phím Ctrl, bấm giữ vào điểm điều khiển bên hông trái và kéo xuyên sang phía bên phải, vẫn giữ phím Ctrl, vẫn giữ chuột trái, nhấp thêm chuột phải một lần để tạo ra bản sao và sau đó thì Ctrl R thêm 3 lần nữa để thực hiện lệnh repeat nhắc lại. Đến đây chúng ta đã có 5 hình tròn bé và một hình tròn lớn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển chọn công cụ. Đây là công cụ Tripod Curve, nó sẽ giúp chúng ta vẽ ra một đường cong sau khi xác nhận được 3 điểm. Thì chúng ta sẽ bấm chọn công cụ, sau đó kiểm tra cho tôi hai vấn đề. Một là chế độ Snap đã bật hay chưa? Thứ hai là chế độ Dynamic Guide đã bật hay chưa? Ở trên thanh Standard thì chúng ta sẽ có một cái trường Snap Tool. Ở một vài phiên bản mới gần đây thì chúng ta có được bổ sung thêm một cái nút tùy chọn là Snap Off. Các bạn kiểm tra xem Snap Off nó bật hay tắt. Nếu nó bật như thế này, nó làm mờ cái chữ Snap Tool thì các bạn cần phải bật nó lên. Và các bạn cần kiểm tra thêm một lần nữa cho cẩn thận là cái chế độ Snap to Object này nó đã được bật lên hay chưa. Nếu chưa bật thì các bạn cần đánh dấu vào đây như thế này. Sau đó thì chúng ta vào View và kiểm tra xem chế độ Dynamic Guide này đã bật hay chưa. Nếu chưa bật thì các bạn cũng nhấn vào nó đánh dấu tích V ở đầu như thế này. Sau khi xác nhận cả hai cái chế độ Snap to và Dynamic Guide đã được bật thì chúng ta bắt đầu đưa chuột vào phần giao nhau giữa các cái đối tượng này. Và các bạn để ý rằng là khi chúng ta bật cái chế độ Snap cũng như là Smart Guide hay là Dynamic Guide thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta di chuột vào trong một đối tượng thì nó sẽ báo là đã bám được vào cái đường biên hoặc là bám vào một cái điểm nào đó. Ở đây thì chúng ta thấy là nó bám vào điểm phần tư của hình tròn. Các bạn nhấp giữ chuột và kéo lên điểm phần tư phía trên đỉnh này. Đây mới là bám vào đỉnh. Khi nào các bạn nhìn thấy chữ quadrant này thì các bạn mới nhả chuột ra vì chúng ta đã bắt được từ điểm phần tư của hình tròn nhỏ phía dưới lên điểm phần tư của hình tròn nhỏ hình tròn to phía trên. Sau đó thì nhả chuột ra và chúng ta bắt đầu uốn cái đoạn cong này làm sao cho nó cong theo mong muốn. Lặp lại thao tác đó lần lượt với các điểm giao cho tới khi nào mà các bạn thấy là các cái hình mà chúng ta vẽ ra nó thành các cái múi, phân thành các múi của cái ô.
Ok, đến đây đã xong và chúng ta sẽ tiến hành là tô màu cho nó. Để tô màu thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ Smart Fill. Sau khi chọn công cụ Smart Fill, chúng ta sẽ xác nhận cái màu sẽ tô vào và chế độ đường viền có hay không. Ở đây chúng ta phần Fill Option thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ Specify. Sau đó thì các bạn hãy chọn một màu ở trong này. Màu đỏ thì được rồi, chúng ta sẽ chọn được màu đỏ nhé. Và bấm tiếp vào đây để chọn tiếp những màu còn lại. Nếu như các bạn không thấy cái palette màu như thế này thì các bạn có thể là sổ danh sách ra và chọn một cái chế độ màu nào đó, một bảng màu nào đó. Ở đây thì chúng ta đang chọn là CMYK. Ví dụ, đến đây tôi đã tô được các cái múi của cái ô này rồi. Và chúng ta sẽ nhấn giữ phím An, vẽ quét một cái vùng tròn cho nó chạm vào hình tròn to và các hình tròn nhỏ này. Sau đó thì chúng ta nhấn Delete và chúng ta xóa đi. Phần tán ô bây giờ đã được hoàn thiện xong. Các bạn có thể chọn nhanh tất cả như thế này và các bạn group lại để cho nó thành một thể. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển tiếp sang công cụ Two Point Line hoặc công cụ Pen hoặc là Bezier. Công cụ nào cũng được, miễn là các bạn có thể vẽ ra được cho tôi một cái đường thẳng để làm cái cán ô. Và khi chế độ Dynamic Guide nó được bật lên thì các bạn di chuyển một chút thì nó bắt được cái đường thì nó sẽ đưa ra một cái đường dòng thẳng như thế này cho các bạn. Hãy bấm chuột và kéo xuống phía dưới theo cái đường dẫn này cho tới khi nào các bạn ưng ý thì buông chuột ra. Chúng ta đã tạo được một cái đoạn thẳng để làm cái cán ô. Và các bạn hãy cho nó một cái độ dày nhất định nào đó. Ví dụ trong trường hợp này tôi để được khoảng 2 point chẳng hạn. Thì chúng ta đã đạt được một độ dày cần thiết. Tuy nhiên do vẽ sau cho nên là cái đường thẳng này của chúng ta nó đang nằm ở phía trên, đè lên trên cái ô. Và chúng ta cần phải đưa nó xuống phía dưới, nấp sau cái tán ô bằng cách là nhấn Shift Page Down ở trên bàn phím. Lúc này thì cái cán ô đã được giấu ra phía sau của cái tán ô rồi. Và bây giờ chúng ta cần phải làm thêm cái tay cầm cong cong cho nó nữa. Thế thì công cụ Ellipse lại được gọi lại một lần nữa. Và chúng ta lại giữ Control, chúng ta vẽ ra một cái hình tròn thật tròn như thế này. Cũng cho nó cái độ dày tương tự như là cái hình kia. Và sau đó thì chúng ta sử dụng các cái thuộc tính của hình Ellipse để chúng ta cắt đi, chỉ giữ lại một nửa phía dưới thôi. Một hình tròn hoàn hảo hay là một hình Ellipse thì nó sẽ gồm có 360 độ. Và chúng ta sẽ bắt cái điểm đầu tiên này là điểm 180 độ. Điểm thứ hai là chúng ta để là 360 độ. Và nhấn Enter thì lúc này chúng ta sẽ có một nửa. Kế tiếp thì các bạn nhấn chọn như thế này và các bạn nhấn Left. Đó, L, LED thì nó sẽ gióng hàng như các bạn đang nhìn thấy đây. Và chúng ta sẽ đưa nó thẳng vào đây, cho nó bám vào đây. Bám này thì mới là bám về hình thôi, nhưng mà chúng ta chưa có cái sự hàm gắn kết. Do đó thì chúng ta cần phải bấm chọn cái nửa cong này và cái hình thẳng này. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng lệnh Weld hoặc Combine, một trong hai lệnh này, để hàm và kết nối hai cái đoạn này lại. Sau khi chúng ta nhấn Combine hoặc là Weld thì cái đường cong này và cái đường thẳng này đã được kết nối. Tuy nhiên kết nối là một chuyện, còn nó nối kín thật hay chưa thì lại là một vấn đề khác. Chúng ta tiếp tục phóng lớn lên để quan sát và chọn chuyển sang công cụ Shape Tool. Ở công cụ Shape Tool này thì chúng ta sẽ quét nhanh vào cái đoạn mà giáp nối giữa cái đoạn thẳng và đoạn cong. Ở đây có hai điểm điều khiển, một điểm của cái đầu đường thẳng và một điểm của đầu đoạn cong. Chúng ta quét chọn cả hai. Và lúc này chúng ta sử dụng lệnh Join to Node. Lệnh này nó mới thực sự làm cho các điểm điều khiển ở mỗi đầu này nối hẳn vào với nhau. Và lúc này thì ngoài cái chuyện là hàm vào thì nó cũng thực sự là khép kín. Sau đó thì chúng ta sẽ xử lý để có được một cái phần tay cầm nhựa. Thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ Shape Tool này, bấm đúp vào một cái phần đoạn thẳng ở phía trên. Khi mà các bạn bấm đúp như thế này thì nó sẽ phát sinh ra một cái điểm điều khiển ở cái điểm mà các bạn vừa nhấp chuột. Và chúng ta sẽ tiếp tục bằng cách bấm vào lệnh Breakoff.
ở trên thanh property. Lệnh này nó sẽ bẻ đôi cái điểm vừa rồi ra. Đây là cái thao tác ngược lại so với cái điểm nối vừa rồi. Còn ở đây là một điểm kín thì chúng ta bẻ đôi ra. Tuy nhiên bẻ đôi là một chuyện, còn tách mạch nó ra thành hai đối tượng hoàn toàn khác nhau thì chúng ta lại phải bấm ra ngoài, chọn lại một lần nữa và chúng ta nhấn lệnh break apart, hoặc các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl K. Đến lúc này thì hai đoạn trên và dưới của cái cán ô nó mới thực sự là tách mạch nhau ra, trở thành hai phần không liên quan. Và các bạn có thể thử nghiệm bằng cách là chọn vào phần dưới, hãy nhấp chuột phải tiếp vào trong phần màu ở trong bảng màu color palette ở phía tay phải, thì các bạn thấy rằng chúng ta đã có thể tô được màu riêng cho cái đoạn này thành màu đỏ, ở trên vẫn là màu đen. Các bạn có thể cho nó một cái độ dày lớn hơn để nó làm thành cái phần nhựa bao quanh cái cán ô. Và bây giờ chúng ta thu nhỏ hình dạng để quan sát toàn bộ cái tổng thể. Các bạn có thể quét chọn một lần nữa và nhấn Ctrl G hoặc là bấm vào biểu tượng Group Object ở đây để các bạn nhóm toàn bộ lại thành một cái ô hoàn chỉnh. Và như vậy thì cái bài hướng dẫn vẽ cái ô ở trong Corel Draw đã kết thúc, và hy vọng rằng là các bạn cũng có thể là thực hành, thực hiện lại rất là nhanh cái bài này.